Hello mọi người, hôm nay tại Hằng Thu Academy có một bạn học viên nâng cao mà bạn này từ tít trong Sài Gòn ra với cô Hằng. Vậy thì lý do nào mà khiến bạn bay từ tận trong Sài Gòn ra Hà Nội để lựa chọn Hằng Thu Academy thành nơi học nâng cao tay nghề của mình? Mời các bạn cùng theo dõi nha. Chào Vi, em có thể giới thiệu bản thân cho mọi người biết được không? Dạ, em tên là Vi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em là học sinh nâng cao của cô Hằng Thu ạ. Ừ, em tận ở trong Hồ Chí Minh ra đây đúng không? Vậy thì động lực nào mà đã khiến em từ trong tận Hồ Chí Minh ra học nâng cao với cô Hằng vậy? Dạ, em theo dõi cô từ năm em học cấp 3 rồi ý. Mà thì cô làm đẹp nè, cô làm mấy cái tông màu mắt, tông môi là độc quyền không đụng hàng với ai luôn ý. Em thích là em thích những màu mắt và môi của cô. Đến thời điểm hiện tại thì em đã học được mấy buổi rồi? Dạ, buổi hôm nay là em được học buổi thứ tư ạ. Em cảm thấy thế nào khi mà ra đây được gặp gỡ bạn bè và các cô giáo? Dạ, mấy cô rất là thân thiện và nhiệt tình luôn ý. Lúc ở nhà thì em sợ lắm, em cứ sợ là mấy cô rất là khó gần. Nhưng mà em không ngờ là khi em ra đây là mấy cô khác hoàn toàn với những gì mà em sợ ở nhà. Mấy cô rất là thân thiện và còn rất là nhiệt tình nữa. Em cảm ơn cô và mấy chị chuyên viên rất là nhiều đã hỗ trợ em từ những lần em mấy cúp, những lần em làm sai, giúp đỡ em rất là nhiều, em thật sự rất là cảm ơn ạ. Chị cảm ơn nha. Bye bye các bạn.